làm sao mà để tạ lại thì người ta cũng lại đây người ta tặng cho anh Tám rồi, anh Tám ông nó mới nói là hẹn lại kiếp sau. Hẹn lại là kiếp sau anh mới thả Tám, là anh Tám không có tiền làm gì có khả năng đó, ông ấy xin hẹn lại kiếp sau. Anh Tám là hẹn lại kiếp sau đi chứ kiếp này anh không có tiền. Anh Tú anh nói vậy anh nói thì sao anh? Nào em cũng xin lỗi với cô với chị, nào nghe cũng như là em mình nói vậy đó. Thì nào nghe cũng như nói chuyện cũng như là nó không muốn ăn khớp luôn, không muốn lòng cao. Nhưng mà thấy thương không? Không, nói chuyện thấy cũng tội nghiệp. Nào nghe nó cũng ở nhà, nào nghe nó cũng thương thì cơm nước nghe nấu cho nó ăn đó. Biết ăn thôi chứ không biết gì chứ. Hổng gà có tiền uống cà phê đã ha anh Tú ha. Ngon không? Nay đi đâu mà anh thấy cái kim tây ở trong cái áo thế vậy? Mới mua. Mua kim tây kia hả? Có. Cái gì? Có khi mình bỏ tiền vô túi, có khi mình xỏ qua lại cho. Xỏ tiền, xỏ kim tây qua tiền hả? Qua lại cho đừng gấp. Sao xỏ kim tây vô tiền gấp sao? Hả? Đâu có xỏ không? Đâu, đưa coi, đưa kim tây coi coi. Giống gái của ông ơi. Giống gái quá à. Khi kim tây này giống gái quá à. Mua hết nhiêu? Mua 2 cây có 4 ngàn đồng. Bữa nay là làm gì đeo khẩu trang nữa? Nhà nước kêu đeo vô. Nhà nước kêu đeo vô. Mà sao nhà nước có, sao mà kêu đeo vô mà đeo ngược kìa? Đeo khẩu trang bị trái kìa. Rồi tháo ra đây. Rồi đeo bên phải thôi. Thôi tháo ra đi cho mát, giờ khỏe rồi. Nghe nói gì mà là vợ sao đi uống cà phê, vợ đi trước mặt hoài là sao? Vợ hả? Vợ nó ở trên nhà của bà má thôi. Mình đi xuống đây uống cà phê, vợ đi lãng giảng trước mặt rồi hả? Nó cứ em tài mình hoài. Em tài là sao? Em tài là em cơ. Là em cơ là sao em không hiểu ta? Em cơ là cái việc cũng như cái việc mặn ăn, cái việc mặn ăn của gia đình của mình á. Nó xuống nó cứ ém tài rồi. Ém tài ém phép rồi. Ém tài ém phép là sao không hiểu, ém sao? Đi trước mặt mình hay gì? Đi trước mặt cản đảng ngoài bước rước thấy mẹ. Làm ăn không được. Làm ăn nó cũng mắc cái sự vui vẻ của anh em bạn bè ở đây. Thì anh ngồi uống cà phê anh có làm ăn gì đâu mà sao mất vui vẻ? Cũng như là mình chơi với bạn bè mình cũng phải nhường qua lại để mà nói chuyện qua lại với bạn bè để cho vui phải không? Xuống ném tài mình rồi. Anh có la chị không? Có nói tên nhà đi, lâu lâu anh cũng đi lỡ với này cũng hạn cách khoảng xin phép mấy ông cha khoảng 3-4 bữa này khi anh quay về. Cái heo đi xuống hoài nó thôi nhiêu nó được rồi. Chơi cái gì cũng có giới hạn, chừa anh em bạn bè để chơi với có đâu làm gì hoài. Là chơi, tôi chơi với bà hoài là tôi không có chơi với anh em bạn bè gì được đâu hả? Bà heo bà cản hoài. Gần vợ nó sao? Hả? Vợ anh nói sao? Vợ tôi nó quay về ở tên nhà má nó đi, nó đang đi lượm mũ đó. Đi lượm mũ. Cứ tối ngày vợ em bà anh hoài hả? Làm ăn không được gì hết. Làm ăn không được cũng muốn rất. Rồi có bao giờ gượt vợ đánh không? Không. Dạ chỉ nói thôi. Nói vậy vợ có khóc không? Không. Không khóc. Rồi anh vợ anh không có nấu cơm cho anh ăn hả? Không. Như mình ăn lại chợ ăn mẹ cái rồi. Sao không kêu vợ nấu cơm cho anh ăn? Thôi khỏi luôn, lại chợ ăn mẹ. Sao không kêu nấu cơm ăn? Mình kiếm cái chỗ nào dễ mình ăn mẹ đi, chỗ nào khó ăn bỏ mẹ. Sao ở nhà khó ăn? Chuyện đó mình kiếm chỗ nào dễ ăn mình ăn, còn chỗ nào khó mình bỏ mẹ. Sao ăn ở nhà vợ là khó? Như gần cái dòng họ người ta nhiều lúc thì người ta kế bên dòng họ người ta đó. Mình cũng đi đến đó nhiều lúc này nọ người ta cũng ấy. Mình đi lên đi xuống ngoài đó, vợ mình nó làm cho mình cũng này nọ đó. Dòng họ người ta gặp mình người ta cũng ít ấy. Vợ làm gì? Ít khoái. Hả? Vậy. Vợ anh làm gì? Như nó đi lượm mũ đồ.
Anh có thương vợ anh không? Thương. Thương xong về trển, ở trển. Ở dưới này, ở dưới này. Đó, này mà thương vợ mình nói vợ em. Ở dưới này phụ tiếp nữa. Phụ tiếp em thấy anh có làm gì đâu. Rồi giờ không có chai. Rồi giờ không thôi. Không làm gì hết. Tính đi mò, sớm giờ tính đi mò ốc với nút. Mò có không? Chưa có đi. Ừ. Rồi hôm ngày có mò ốc có cho tiền vợ con không? Có cho rồi. Cho nhiêu? Qua lên cũng cho quả được 200. À. Cho 200. Nhưng vợ nói gì không? Không. Không. Có nói cảm ơn gì không? Có, nó là cảm ơn. Rồi vợ có hỏi anh là tiền ở đâu có không? Nói tôi đi mò ốc rồi mấy bạn của anh cho đó, rồi anh cho lại em. Ừ. Còn vợ nói sao? Vợ im hình. Vợ em thinh. Ờ, với cho con cái gầu. Ờ, à, cho con nhiêu? 50. À, rồi anh vợ nó vui dữ không? Vui. Vui mừng sao đâu? Thì mừng, nó nói là cảm ơn anh em. Cảm ơn anh em. là có vợ, ví dụ như anh em cho có vợ là có lấy không? À. Ví dụ anh em cho anh mà có vợ ngồi đó anh lấy không? Sao? Ví dụ anh em mà cho tiền anh, à, có vợ ngồi đó thì anh có lấy không? Lấy luôn. Ừ. À, thương vợ với con là thương ai nhiều nhất? Hả? Vợ anh với con anh là thương ai nhiều nhất? Như mình lên mình thương đứa con của mình đó. Ừ. Đứa con của mình bị mình ấy đó, nó còn nhỏ, tội nghiệp nó. Ừ. Tội nghiệp sao? Tội nghiệp nó thấy nó còn nhỏ mình thương nó. Ừ. Có đút cơm cho con ăn không? Có, bà ngoại đút cho nó ăn hoài. Anh có đút không? Có, bà ngoại nó đút. Ừ. Đi mò ốc là mấy ngày anh mới mò lần anh đúng? Giờ nắng lên đi mò nó mới cảm thấy giác, nó mới thấy vui. Ừ. Còn trời này ui mình mò nó mất cái sự vui. Sao không vui? Trời nắng lên mò nó mới có ốc. Ừ. Trời lại lạnh này làm những nước rút nó tốn. Nó trốn sao? Tốn nó mập, nó núp. Con ốc nó mập xuống hả? Ờ, trời nắng nó mới bu lại luôn. Trời nắng ngốc nó mới sung lên nó bu. Ờ, sung lên nó mới bu lại. Ờ. Còn trời mưa. Trời mưa lại lạnh này nước rút nó tốn tốn hơn. Nó rút đi đâu? Không như nó rút nó mập xuống. Nó mập xuống. Ờ, nó kiếm chỗ khác nó mập xuống. Mập sao đâu? Mập sát đó. Nó mập nhưng mà nó mập sao? Thì nó mập nó hụt xuống. Nó hụt xuống. Trời nào trời nắng thì nó mập lên. Nó mập vậy. Nó bu theo cây. Ờ. À. Là nhưng mà mấy ngày anh mới đi mò một lần. Mấy ngày hả? À, có khoảng nắng lên thì đi mò hoài. Ừ. Nắng lên là đi mò hoài. Ừ. Con ốc nó gặp anh nó có trốn không? Cũng như mình đi tới đưa hoài biết nó động cái nó núp lên. Động cái núp hết. Cũng như là cái luồng đó mình để cho vắng vẻ lâu lâu mình đi nó không có núp. À. Còn mình đi tới đưa hoài biết nó động nó cũng sợ. Nó nghe tiếng động ha? Nó nghe tiếng động, nó sợ, nó rút. Nó sợ anh hay là nghe tiếng động sợ? Nhưng mà đi tới đi lui hoài nó nghe tiếng động, nó biết á. Rồi nó cũng rút, nó tốn. Sao nó trốn chị? Nó tốn là cũng như là mình đi tới đi lui hoài nó nghe cái tiếng động. Ốc nó cũng khôn với bụng nó cũng như người ta mình như vậy. Ừ. Nó khôn sao? Trốn. Ừ, nó đi nghe cái tiếng hai mình đòi làm quá, nó động. Nó sợ bắt nó ăn thịt. Ừ. Nó sợ mình bắt nó này nọ nó cũng tốn, nó núp. À. Nó sợ bắt nó làm thịt nó. Ờ, sợ này chuyện nọ đồ nó. Sợ gì nữa? Thì con ốc cũng như mình vậy đó, nó cũng sợ chuyện này chuyện nọ để mà nó tốn núp, để mà cho nó kín đáo, để mà cái sự cái kín đáo của y gan như cuộc gia đình của mình vậy đó. À. Nó cũng kiếm cái sự mà núp để cho ấm cúng bản tánh của con người của nó chứ. Cũng y gan như mình cũng kiếm dựa tốn núp vậy. Ừ. Kiếm vợ vậy? Thì kiếm chỗ thì núp. Ừ. Ngốc đi. Ngốc nó cũng biết chỗ trốn núp nữa. Ừ. Còn cua? Cua thì vô hang. Anh có dám thọt tay vô anh bắt nó không? Hả? Dám. Dám không? Dám. Nhưng nó kẹp sao? Hả? Nó kẹp tay anh sao? Kẹp á hả? Kẹp biết gì thọt tay vô móc lôi ra. Lôi ra? Ừ. Có lần nào bị nó kẹp không? Không. Không lẽ hồi đó giờ không bị kẹp? Kẹp mình lâu mạnh ra có sao đâu. Chảy máu? Không có sao nữa. À. À. Có chạy nọc không? Không.
Ngày hôm nay anh còn được nhiêu tiền? À, anh hả? Hết tơn rồi. Đâu? Hết tơn rồi. Đó, giờ giấu em. Đâu đây lấy túi rồi. Hôm qua mới thấy ai cho 1 triệu mà. Đâu có. Như là chấm giờ. Vậy mà nó hết trơn. Còn nhiêu? Đây em coi coi. Còn trời ơi. Ủa sao mà mau hết tiền vậy? Mới cho anh 8 thì. Cho anh 8 nhiêu? 20. Vậy? Cho anh 8 20. Cho 20 à? Nhiều dữ. Với cho mấy chị cho người chị mới hết 50. Chị nào? Chị. Người chị á. À. Sao cho? Cho bà để dành bà có khi bà bán bánh ăn. Bà mua bánh à? Ừ. Cho anh 8 không cho anh 9, anh 9 anh buồn kìa. Anh 9 năm bữa nào. Dạ. Anh 9 bữa nào đi mở ốc có tiền hả cho. Có muốn nói là gì cảm ơn cô bác anh chị nhà đẹp không? Dạ. Cảm ơn mấy anh lại đây mà để giúp đỡ cho gia đình của anh 8 vậy đó. Rồi chúc. Dạ. Chúc mấy anh chị sao? Chúc mấy anh chị mạnh khỏe. À. Để sống lâu được 100 tuổi. À. Anh là sống là anh sống nhiêu tuổi? Tôi hả? Tuổi tôi sống giỏi lắm là 80. Gì lâu dữ vậy? Hả? Sao sống lâu dữ vậy? Tại trời độ. Trời độ. Trời độ là sao? Anh bắt ốc, anh sát sinh mà trời độ gì? Khánh đâu, cái đó là cũng như mình bắt để mà giúp vui cho anh em của mình ở đây mà để giúp vui, giúp đỡ cho anh em vậy thôi. Em thấy anh bắt đi bán không á? Bán đâu bán, giúp đỡ cho người ta. Dạ. Bắt thí cho người ta chứ đâu. Bắt cho không? À. Là anh là giúp vui cho người ta, cho có niềm vui vậy thôi hả? Ừ. À. Rồi bây giờ ngủ hết mưa tạt hết sợ ổng hết tránh chưa? Hết sợ. Bình thường mưa thì sao? Bình thường mưa có nhà này cũng như nó người ta cắt kính đáo lại, người ta chia thăng của mình á. Hết sợ. Chia thăng là sao? Cũng như chia thăng là như mình ngủ mình hết sợ ổng rồi. Bình kính đáo rồi. Bình thường là sợ ha. Sợ dữ không? Ổng mưa là ngủ có được không anh Tú? Được. Trời này mưa nhà này cũng như ổng chia hết rồi. Hết sợ. Là không có còn sợ trời mưa nữa. Rồi, anh Tú có ngủ giường không? Không, ngủ chung với anh Tám. Ngủ chung giường với anh Tám? À. Hai người cái giường thôi. Chịu mua thêm cái nữa không? Hả? Chịu mua thêm cái nữa không? Không, cái vụ đó em không biết. Có mua cho anh chịu không? Tôi cũng không biết. Sao không biết? Ngày nào người ta cho thì lấy, người ta không cho thì thôi. Dễ thương ha. Dạ. Người ta cho lấy, không cho thì xin hả? Chuyện đó người ta cho thì mình lấy, còn người ta không cho thì thôi, đâu mình đâu có biết trước. Khi nào người ta mới cho mình? Khi nào người ta thương mến mình thì người ta đem lại người ta cho. Khi nào người ta thương mến đem lại cho. Mà mình làm sao đấy để người ta thương mến ta? Thì mình sống đến sao mà vẫn tính cho con người của mình mà cho nó thánh hiện. Thánh hiện đàng hoàng, người ta thấy cảm giác, người ta thấy cái hiện từ, người ta cũng để ý, người ta cũng mới nói với nhau để mà cho anh em của người ta lại đây mà để giúp đỡ cho gia đình của anh Tám vậy đó. Thánh thiện là sao? Thánh thiện là con người mình hiền từ, ta cũng để ý. Con ta mới lại chồm sớm, ta mới sum họp với nhau để mà người ta lại người ta giúp đỡ cho anh Tám dứt nè. Cái nhà của mình là người ta nói sao mà người ta được cắt nhà cho mình? Người ta thấy sao mà người ta cắt nhà cho mình đó? Thì người ta thấy cũng như hoàn cảnh gia đình của mình nghèo, lo đi mằng ăn mà lo đi mỏ ốc này nọ đó. Người ta thấy tội nghiệp, người ta thương, người ta biết mình không có nhà ở, người ta mới lại đây người ta cắt cho mình ở vậy đó. Thấy người ta cực khổ không? Người ta thấy mình nghèo đi mỏ ốc này nọ đó, người ta thấy tội nghiệp, người ta mới lại người ta giúp. Mà anh thấy mình nghèo không? Nghèo. Nghèo sao anh? Nghèo sao nói em nghe. Nghèo là cũng như hoàn cảnh của mình, gia đình không có nhà ở. Người ta lại đây người ta thấy cho. Mình nhận vậy thì mình có mắc nợ không? Hả? Người ta cho không gì mình có mắc nợ người ta không? Không. Sao không mắc nợ? Nó cái này hả? Cái này người ta thấy cho gia đình của mình. Mình nhận của người ta là mình có mắc nợ không? Không. Sao không mắc nợ? Này người ta lại giúp cho gia đình của mình vậy thôi. Mình làm sao để mình trả lại người ta?
mình làm sao để mình trả lại người ta? Làm sao mà để trả lại à. Người ta cũng lại đây, người ta tặng cho anh Tám rồi. Anh Tám hôm nay mới nói là hẹn lại kiếp sau. Hẹn lại kiếp sau anh mới trả. Ông làm gì mà có trả lại. Thì ông mới nói là hẹn lại kiếp sau. Anh Tám, có nghe anh Tám nói vậy thiệt không? Hả? Có nghe anh Tám nói gì thiệt không? Thì ông hẳn từ từ ông nói. Mới lại cái ông nói liền sao quá không? Người ta cũng chờ cái cơ hậu nào đó, người ta có cái nhịp nào người ta mới nói ra. Người ta cũng gian giấy, người ta cũng lời, người ta hứa, người ta cũng gian giấy, người ta nói chờ kiếp sau người ta tả. Chắc kiếp này làm gì có. Này, anh Tám làm gì có. Gì ở ngoài nước Úc gì đó. Anh nói sao? Hẹn lại kiếp sau. Nó nói giờ xin hẹn lại kiếp sau đi. Còn anh? Chứ kiếp này làm gì có khoảng cách đã ở vô cái cô mới vậy. Rồi anh trả lại. Rồi. Rồi anh trả lại. Anh trả lại. Anh thay mặt anh Tám anh làm anh trả lại. Trả lại cho ai? Trả lại cho mấy cô mới vậy á. Nói hẹn lại anh Tám nói ông hẹn lại kiếp sau. Ông trả lại cho mấy cô mới vậy. Còn anh? Tôi cũng vậy. Anh nội công thâm hậu thì anh trả. Anh Tú. Dạ. Nội công anh thâm hậu thì anh trả. Còn tôi cũng vậy nữa. Anh nói sao? Gặp anh là anh nói với mấy cô sao? Nếu như anh gặp mấy cô thì anh sẽ nói sao? Nói mấy cô nói hoàn cảnh của tôi, gia đình của tôi nghèo, tôi lo đi mỏ ốc không mà làm sao mà có tiền mà để trả cho mấy cô mấy gì. Thấy không? Ừ. Xin mấy cô mấy gì thông cảm cho hạn lại kiếp sau gì đó. Xin mấy cô mấy gì hạn lại kiếp sau. Nếu mà kiếp sau có duyên thì mình trả lại cái gì đó. Thì sao mình biết kiếp sau? Hả? Thì sao mình biết kiếp sau? Sao không biết, cái kiếp này làm gì có trả cho mấy gì được. Mình cũng phải xin hạn lại kiếp sau vậy. Nhưng mà kiếp sau mình có duyên mình trả lại. Hay trời, xin hẹn là kiếp sau luôn, kiếp này trả không nổi, hẹn là kiếp sau. Nói xin hẹn là kiếp sau trả lại cho mấy cô mấy gì, nếu mà có duyên thì trả lại đi. Còn không có duyên? Không có duyên thì mình đi luôn. Vậy? Không có duyên thì mình thì đường ai nấy đi, đi luôn. Thôi bây giờ không có nói kiếp sau gì nữa hết trơn á, nói là cảm ơn đi rồi mình kết thúc clip. Xin nhắn gửi lời cảm ơn mấy cô mấy gì ở ngoài nước Úc, nước Mỹ, Na Uy, Canada, Việt Nam. Xin chào, cảm ơn. Rồi hồi nãy anh chỉ anh Tám là nói sao, nói cảm ơn nói sao? Xin nhắn gửi lời anh Tám cảm ơn mấy cô mấy gì. Anh Tám là hẹn lại kiếp sau. Anh Tám trả lại cái kiếp này là gì có. Anh Tám là hẹn lại kiếp sau đi, chứ kiếp này anh không có tiền. Anh Tú anh nói vậy anh ấy thì sao anh? Nào nghe cũng xin lỗi với cô với chị, nào nghe cũng như là em mình nói vậy đó. Thì nào nghe cũng như nói chuyện cũng như là nó không muốn ăn khớp, nó không muốn lòng cao. Nhưng mà thấy thương không? Không, nói chuyện thấy cũng tội nghiệp. Nào nghe nó cũng, ở nhà nào nghe nó cũng thương. Thì cơm nước ghe nấu cái nó ăn đó. Biết ăn thôi chứ không biết gì chứ. Rồi nghe cái câu mà em mình nói là kiếp này mình làm trả không nổi là hẹn là kiếp sau. Hàng là cứ sao mà ai suy nghĩ ra cái câu đó hay vậy hả? Ai suy nghĩ ra câu đó hả? Tại vì cũng như mình nhìn cái hoàn cảnh gia đình của anh Tám đó, mình cũng độ, mình biết bản tánh người của anh Tám, rất là muốn nói mấy cái nhịp như vậy. Anh thay mặt anh Tám nói luôn. Để mà anh Tám xin hứa hẹn lại kiếp sau anh Tám sẽ trả lại cho mấy cô mấy gì. Tại sao không trả kiếp này? Kiếp này anh Tám là anh Tám không có tiền. Làm gì có khả năng đó. Ông ấy xin hẹn lại kiếp sau. Đúng rồi. Lỡ giờ là cười không nổi mà về gặp nó.
nhưng mà không biết tại sao anh suy nghĩ ra được câu đó hay vậy ta. Thì đầu nghe nó cũng như là thì mình cũng không biết nữa. Thì cưng cũng suy nghĩ đây chứ cưng thì ấy đó. Nhưng mà thấy em mình nói câu vậy tội nghiệp ha. Không, Út cũng tội nghiệp lắm mà điều cái như giờ thì em mình nói vậy thì nào Út cũng phải chịu. Cha cũng biết không biết nói làm sao hơn. Nhưng mà tại sao anh mặc đồ là anh để cho anh Tám giặt hoài hả? Anh thương anh Tám không? Thương. Tại sao giặt để anh Tám giặt hoài vậy? Thương mới cho anh tiền nó thì đó. ý nó giặt đồ kìa. Giặt đồ hả? Giặt đồ thì em để em giặt, chờ tan nắng lên em mới giặt. À, còn mưa? Còn mưa thì thôi. Còn mưa thì mình để đồ ở trong nhà để chờ chừng nào nắng lên mình đem ra phơi. Nhưng mà tại sao anh mặc đồ anh không giặt mà anh để cho anh Tám anh giặt anh phơi luôn kìa? Đâu có đồ của em bạn nè. Nhưng mà bình thường là anh Tám anh giặt kìa. Chuyện này em giặt chứ đâu có để cho anh Tám. Thấy anh Tám giặt sao? Để em giặt. À. Đồ của em. Thấy anh Tám giặt cực không? Cực. Cực sao? Đồ mà đồ của ai nó giặt. Sao bữa hổm em thấy anh để anh Tám giặt luôn á? Lúc mới khác, bây giờ khác. Bây giờ đổi tính lợn hả? Bây giờ mình có nhờ anh ấy nè, ảnh bển qua anh mua đồ cho em đó. Mình gặp mình cũng ham, mình cũng mừng này nọ, mình mới ham, mới muốn giặt. Mới có động lực giặt đồ. Mình mới tạo ra cái việc giặt đồ này nè. Tạo ra cái việc giặt đồ. Chứ bình thường là để anh Tám giặt hết. Bây giờ chắc này mình cũng phải nhờ anh ấy qua giúp đỡ cho em nữa, em mừng em giặt luôn đó. Mừng là giặt luôn hả? Bây giờ không để anh Tám giặt nữa. Không, em để em giặt. Em không hiểu là tại sao mỗi lần anh tháo khẩu trang anh không để trên mình mà anh giục xuống vậy. Tại sao giục xuống dưới? Cho nó khỏe luôn. Như vậy? Cho nó nhẹ. Cái khẩu trang có nặng đâu mà giục cho nhẹ. Hả? Cho nó nhẹ để mình cầm qua để mỏi tay. Vậy là anh quá xiên rồi. Ha. Vậy là tính ra anh đâu có làm gì đâu hả anh Tú? Anh chỉ có mò ốc, mò cua thôi chứ anh đâu làm gì đâu. Đi mò ốc, mò cua, mình đi lâm mũ rồi kiếm tiền thêm vậy đó. Chỉ có làm cái việc đó thôi chứ đâu làm việc gì nữa. Dạ, lâm mũ rồi. Chứ không, ngoài ra không có giặt đồ, không làm gì hết. Không. Giặt đồ mỏi tay thì sao? Dễ gì mình đem ra sao đồ mình máng lên. Mấy cô mấy chị mà nghe cái câu nói anh mà kiếp này trả không được, hẹn là kiếp sau, chắc mấy cô mấy chị cười đau bụng luôn quá. Hả? Em cũng không biết cái vụ đó, em cũng không biết cái vụ đó, để cho anh Tám anh Tám suy nghĩ rồi anh Tám mới nói ra được. Nhưng mà hồi sớm sao anh suy nghĩ ra câu đó? Nó là như là em cũng như là khách tay xa lại đây để mà hai hế nó tiếp nối với anh Tám một hai lần nói để cho nhắn gửi mấy cô cái gì thôi. Tiếp nối cho anh Tám hả? Để thôi anh Tám, nhiều khi anh nói không đúng hả? Nhiều lúc anh Tám cũng lo mằng, ổng sơ ý ổng cũng quên đi. Không ai mình mới lại đây nhắc cho ổng nhớ gì thôi. Để thôi ổng quên. Nhiều lúc ổng mằng ăn là ổng quên. Mình đứng đây là mình nhắc cho ổng nhớ. Mà tự nhiên nhắc nhớ mà nhắc hẹn lại kiếp sau trời. Đã kiếp này ổng nhờ cậy mấy cô mấy gì thì ổng mới hẹn lại kiếp sau chứ. Kiếp này anh là anh không có tiền, nghèo. Kiếp sau lỡ nghèo nữa là sao? Hả? Vợ gì kiếp sau ổng màng ăn khá đó. Vậy hả? Biết luôn. Kiếp sau màng ăn khá. Sao anh? Nói chứ kiếp người ta nói là mình sống một thời một kiếp một thôi chứ chứ ai mà tới hai kiếp gì vậy, phải không? Kiếp sau nữa ổng mới giàu chứ. Có nghĩa là ai khổ một kiếp một thôi, còn kiếp sau sẽ giàu lên. Kiếp sau giàu lên với ai luôn, hai kiếp. Còn như anh kiếp này anh sợ khổ hay anh sướng? Tôi hả? Kiếp này tôi đi mò ốc có tiền. Là khổ hay sướng? Sướng. Sướng, kiếp sau? Hả? Kiếp này sướng, kiếp sau cũng mới gan gì đó. Ngầu uống cà phê. Ngầu uống cà phê sướng. Ngầu uống ly cà phê mình hút thuốc phì phà, người ta nói mình là văn biết khúc xì ke. Là sao biết khúc? Biết khúc xì ke, khúc xì ke công an bắt á. Hả? Biết khúc xì ke công an bắt á. Công an bắt thì mình tốn, mình hút. Trời. Anh Tú nói hồi chứ em cười đau bụng luôn quá anh Tú. Em cười anh có mắc cười không? Hả? Em cười anh có mắc cười không? Anh cười mà làm cho người ta cười theo luôn.
Làm cho người ta xúc động, người ta cười theo luôn. Xúc động sao cười theo. Rồi cũng như là thấy cái bản tánh của con người của mình vui đó. Rồi người ta cũng muốn lại đây để mà nói chuyện qua lại, để mà người ta cũng muốn vui theo anh vậy đó. Người ta gặp gỡ với mình. Đâu có, người ta muốn vui theo anh vậy đó. Hôm qua là anh có gặp lại, anh có gặp lại ai ta? Anh có gặp lại những cái cô chú anh chị mà ở đi xe du lịch xuống không? Có. Anh có nói gì không? Anh có nói tôi mới vừa đi lên thì anh nói cho tôi có gian đi lên trển á. Rồi tôi với anh cũng ngồi gần gũi với nhau để mà đi xe du lịch á. Anh cho tôi có gian tới tỉnh. Có đi luôn? Có, anh chở tôi đi lên trên. Lên du lịch luôn? Để mà lên trên thăm nhà má tôi vậy đó. Ừ. Ngồi luôn? Ờ, hai người ngồi luôn. À, thấy ngồi du lịch đã không? Ông nói ngầu, ông hỏi thăm chứ xe này ngầu sao, cái tôi la nói xe này ngầu sao mà thấy nó lạnh. Ừ. À, xe lạnh á. Ừ. Cũng gan như tôi mỏ ốc lạnh vậy đó. Lạnh dữ không? Lạnh. À, cũng y gan lạnh đó, cũng y gan là mỏ ốc lạnh luôn hả? Ờ. À, phải không trời? Phải. Ừ. Là đi xe lên đó rồi mấy cô chú cho tiền nhà anh nữa. Có, mấy bà mới lại, mấy bà tôi cũng đứng ra tôi giới thiệu, tôi nói con tôi nó cũng có cái sự gì đó. Rồi mấy bà cũng móc tiền ra mới cho. Anh giới thiệu sao? Nói con tôi nó cũng lỡ, nó cũng như nó bị chuyện này chuyện nọ mà nó cũng như tật nguyền đó. Rồi cái đầu cái mấy bà lại, mấy bà mới thí cho nó tiền. Cho nhiều không? Tôi không biết mấy bả móc ra cho đó mà gặp cho gì chứ không biết bao nhiêu mà. Cho con anh hay cho anh? Cho con tôi với lại vợ tôi đó. Sao không cho anh? Tôi hả? Tôi thì cái kiểu như bả thấy cũng như là cho bên đó rồi, bả cũng đâu có biết được. Như lại thấy anh hút xì, hút cà phê phì phà thấy anh đại gia không kìa. Với cho mấy người tên đó. À, mày thấy cho con mình với cho vợ mình vui không? Vui. Vui sao? Thấy gặp nó rất là vui. Ừ. Vui sao nói em nghe với. Vui là được cũng như là mấy con cái gì là giúp đỡ cho nó đó. Ừ. Nó cũng thấy cảm động, thấy nó cũng thấy vui. Bây giờ không hai mặt anh Tám nói lời cảm ơn nữa, thay mặt cho bên vợ mình nói lời cảm ơn mấy chị đó, mấy cô đó rồi. Không về cho tiền mình uống cà phê, nó nói là cảm ơn đi. À, xin cảm ơn mấy cô mấy chị lại đây mà để giúp đỡ cho em uống, có tiền uống cà phê. Người có tiền gì nữa? Có tiền uống cà phê. Ừ. Có tiền hút thuốc nữa đúng không? Có tiền hút thuốc. Ừ. Rồi sao? Làm sao để trả ơn? Có cái dịp nào mà nắng lên em đi mở ốc cái em gửi qua cho bà ký lô hát ăn. Ừ. Anh thì bây giờ anh giàu thì anh cứ mò ốc là trả thôi, còn anh Tám là phải hẹn lại kiếp sau. Ừ. Đúng không? Ừ. Là sao nói lại em nghe với. Anh Tám nghe em nói với mấy cô mấy gì là anh xin hẹn là kiếp sau để tả cái ơn cái nghĩa là kiếp sau anh tả lại. Tại kiếp này anh khổ quá hả? Kiếp này anh nghèo. À, còn anh là kiếp này anh giàu. Giàu là mình đi có mỏ ốc hàng ngày và mình có tiền uống cà phê là tất nhiên là giàu. Ừ. Giàu mới có tiền uống cà phê. Còn anh Tám nghèo không có tiền uống cà phê. Cũng nghèo. Ừ. Tại sao mình giàu mình không cho anh mình? Mới hề cho anh 2,000 đó, uống cà phê đó. Ủa, 20,000. À, vậy là giàu chi cho người nghèo đó đúng không? Cho anh. Ừ. Rồi, bye bye cho mọi người đi. Mấy bà, mấy cô, mấy gì? À, giỏi quá. Anh cũng khá thông minh luôn. Rồi, bye bye anh. Giữ gìn sức khỏe nha. Giữ gìn sức khỏe. Rồi, có tiền rồi. Cho ba mình mới cho anh Tám với. Có. Ừ. Cho con mình, cho vợ mình nữa. Có. Ừ. Đừng có giữ uống hết cà phê vì phà vì vè vô xích xì ke gì nữa. Dạ. Ừ.